Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 9, môn bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bến Tre lần thứ 9 năm 2022 chính thức khép lại tại Hồ bơi Quảng Lam, thành phố Bến Tre. Đội bơi thành phố Bến Tre xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn. Tham dự môn bơi có hơn 200 vận động viên của 11 đơn vị, thành phố Bến Tre, Dòng Trơm, Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, thành phố, Mỏ Cày Bắc, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung gồm 50m bướm nam, 50m bướm nữ, 100m tự do nam, 100m tự do nữ, tiếp sức 4 x 50m hỗn hợp nam và tiếp sức 4 x 50m hỗn hợp nữ. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 21 đến 23 tháng 9 với 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, đội bơi thành phố Bến Tre xuất sắc giành vị trí số 1. Vị trí thứ 2 thuộc về đội bơi Dòng Trơm với 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Xếp vị trí thứ 3 thuộc về đội Châu Thành với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Về chất lượng vận động viên, so với kỳ đại hội năm 2018 đã có nâng lên, các đơn vị có sự đầu tư tốt, khoảng cách số huy chương giữa các đơn vị cũng không quá xa. Tôi thấy đại hội năm nay ban tổ chức làm rất là tốt và rất là chu đáo. Tôi thấy rất là hay, cũng nên tạo điều kiện cho các bạn nhỏ thế hệ sau để có sân chơi, để tìm ra những cái tài năng mới cho tỉnh. So với cái đại hội lần thứ 8 của năm 2018 thì cái trình độ chuyên môn của các vận động viên có nâng lên rất là cao, về kể cả mặt số lượng cũng như chất lượng về chuyên môn. Còn về công tác trọng tài thì có thể nói là ban tổ chức cũng là huy động các lực lượng trọng tài có cái trình độ chuyên môn cao nhất để điều hành các giải đấu mang cái tính gọi là công tâm, khách quan, chính xác. Phong trào luyện tập và thi đấu môn bơi trong tỉnh đang ngày càng phát triển, từng bước nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo người luyện tập. Đây là bộ môn thể thao kết hợp giúp rèn luyện thân thể, nâng cao sức bền thông qua những đường đua xanh. Là địa phương có phong trào bơi khá sôi nổi, thành phố Bến Tre là đơn vị tiên phong trong đầu tư xây dựng bể bơi cố định đạt quy chuẩn. Với sự sâu sát quan tâm của chính quyền địa phương, phong trào bơi lội trên địa bàn xuất hiện nhiều vận động viên trẻ được trưởng thành từ các lớp bơi phổ cập khi tỉnh thực hiện đề án bơi phổ cập thời gian qua. Hàng năm thì thành phố Bến Tre luôn duy trì nỗ lực vận động phát triển cái nguồn lực tại chỗ cũng như là cơ sở hạ tầng tại chỗ, hàng năm đều phát triển 1 đến 2 cái hồ bơi ở trên địa bàn của thành phố. Và song song đó thì thành phố cũng tổ chức nhiều cái giải ở trên địa bàn thành phố trong năm để tạo cái nguồn để mình có thể là mình tham gia thi đấu của cấp tỉnh hàng năm. Và đặc biệt thì Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022, thành phố với cái quyết tâm đây là môn thế mạnh của thành phố. Chính vì vậy mà thành phố cũng nỗ lực phấn đấu và thấy kết quả vừa mới diễn ra, đó là thành phố hiện tại bây giờ đã đạt 44 cái huy chương vàng trên cái giải đấu. Nhằm phát triển mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tích cực tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước, trong thời gian qua, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh luôn quan tâm phát triển môn bơi, coi môn bơi là một phương tiện hữu hiệu để phát triển thể lực, tầm dốc, góp phần phòng chống nguy cơ đuối nước, nhất là ở trẻ em.